Trở lại sau kỳ nghỉ dài hạn, Oda tiên sinh theo trend chữa lành xong thì cũng tuyên bố sẽ dốc toàn lực cho manga sắp tới. Ngay sau khi comeback, bác Đa rất mạnh tay cho việc để Ngũ Lão chiếm thế thượng phong ở trong cuộc chiến. Nên như vậy, phản diện mà bị ăn đấm hoài, coi sao được cả các bạn. Tầm Ngũ Lão tác chiến các tứ hoàng gạo cội còn rén, huống chi là Lộ Phi mới ngồi ghế nóng chưa bao lâu. Chapter 1112 thể hiện uy thế độc tôn những kẻ đứng đầu chính phủ thế giới. Không làm độc giả thất vọng, ngũ đại quái vật đang càn quét khắp các bản đồ. Đi tới đâu là mang nỗi khiếp sợ tới đó. Luffy đã có dấu hiệu hụt hơi trong chương mới nhất. Cứ cái đà này thì Liên minh Mũ Rơm sẽ đi đâu, về đâu? Cùng mình phân tích diễn biến mới nhất có trong chap 1112 anh em nhé. Nếu bạn thích video, ấn nhẹ một like và get go thôi. Nasuzuro ấn tượng nhất trong Ngũ Lão. Thánh Venus Mã Cốt tiếp tục chứng minh tại sao lão khác biệt nhất trong team Gorosei, từ tạo hình đến phong thái chiến đấu. Từ lúc xuất hiện thì lúc nào cũng ngầu căng đét thôi. Ngầu thế này mà không cho Zoro ra trận solo thì cũng hơi uổng nha mấy bạn ơi. Đấy là lão tinh duy nhất có trang phục màu trắng cùng hình dạng biến đổi còn giống với con người nhất đấy các bạn ạ. Trong khi mấy lão khác lấy tông màu đen và hình dạng y hệt như là yêu quái địa ngục. Venus cũng là người duy nhất mang kính và sử dụng kiếm, tốc độ kết hợp kiếm thuật tạo nên sự khác biệt. Anh em biết rồi đấy, phản diện mà bốn mắt thì cực kỳ nguy hiểm. Hành động đầu tiên của lão khi mà đến Ekid không phải truy sát Luffy mà tự động đi tiêu diệt Pacifista. Sau 2 cháp, Nasuzuro đã vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả 50 con Mach 3, giúp cho phe hải quân lấy lại được ưu thế hỏa lực. Cách mà Venus ra tay cho thấy sự dứt khoát ở trong chiêu thức. Hình tượng này là mình nhớ lại Samurai Wano Quốc. So với trang phục, chúng ta cũng có thể thấy rằng Mã Cốt là một quý tộc thời xưa. Bí ẩn về thân phận của ông khiến độc giả hết sức tò mò. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hạ gục hết Pacifista Mach 3, Venus hiện tại đang phục kích nhóm của Bonney, Vegapunk và hai người khổng lồ Kashi, Oimo. Tình hình khá là căng thẳng bởi vì với sức mạnh này, Venus gần như là ao trình bọn trẻ. Với ông, chúng chỉ là con nít danh. Dù vậy vẫn không thể nương tay cho bất kỳ ai có thể thoát khỏi Ekid. Tư tưởng Ngũ Lão là diệt cỏ phải diệt tận gốc. So với Saturn và những lão tinh khác, Nasuzuro thực sự đã để lại ấn tượng đặc biệt. Cách chiến đấu khác biệt giúp ông gây được dấu ấn ngầu nhất ở trong đám là cái chắc rồi. Mình thấy Oda khá là ưu ái trong việc chăm chút cho Venus. Tập trung nhiều thể hiện nét mặt hàng học nghiêm túc của lão tinh và nhất là hình ảnh phác họa chiếc bóng màu đen cho sự xuất hiện của Nasuzuro ở cuối chap. Thay vì lộ toàn diện, Oda sẽ để cho Venus debut trước mặt Bonney, Franky bằng một chiếc bóng đen mờ ảo. Nhìn thôi chúng ta cũng đủ thấy nguy hiểm rồi. Trước mắt họ là một con mã cốt bốc hỏa, cao mấy trượng với thanh kiếm dài cùng với sát khí tỏa ra gây áp lực kinh hoàng. Lính áp khủng khiếp tới nhóm Bonney, Franky và chắc chắn rồi. Họ không có cửa khi mà đối đầu với Nasuzuro, trừ khi có quân tiếp viện xuất hiện kịp thời, chứ lão mà triển khai thêm 3 cai nữa thì bỏ mẹ cả đám các bạn ạ. Team hải quân quá phế. Chapter này một lần nữa chứng minh hải quân sau time skip phế lòi mắt ra các bạn ạ. Được cái số lượng đông đảo chứ chất lượng thì toàn bù nhìn không à. Tiêu biểu như phân cảnh chiến đấu của các phó đô đốc trước Franky và Bonney. Mới đầu Ade còn nghĩ với chức vụ phó đô đốc, mấy gã này sẽ gây ra được một chút khó khăn, ít nhất là cầm chân được các thành viên ở trong liên minh. Nhưng mà không nha, mấy má ơi, Franky, Bonney, mỗi người một vả, hạ đo ván hai đô đốc luôn, đẳng cấp chênh lệch hoàn toàn các bạn ạ. Thế éo nào lại như vậy, phó đô đốc mà tôi tưởng đâu là con lính cấp 1 không ấy trời, gì phế dữ vậy, đúng là có hàng rít và hàng rát. Cùng là phó đô đốc với nhau nhưng có người khiến tứ hoàng dâu trắng phải chật vật chống đỡ ở Marineford, có người lót đường cho chỉ huy Yonko về lòi ra các bạn ạ. Cần phải để ý cách bao đa loại team phó đô đốc khỏi cuộc chơi, mỗi người một chiêu là đủ rồi, không cần cò nhây, sức mạnh chênh lệch là cho win luôn. Điều đó chứng minh đồng đội Luffy đã lên trình rất nhiều sau Arc Wano. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta thấy team hải quân toàn bù nhìn. Huy động Booster Call nghe thì hầm hố, lữ bố chứ từ đầu từ ác tới giờ ấy, tới sen vàng có gây được sự khiếp sợ gì đâu hả các bạn. Cả trăm chiến hạm nhưng mà cũng không solo nổi 50 con Pacifista Mach 3 để cho bằng tặc người khổng lồ càn quét thương vong nhiều vô số kể.
Ngũ lão còn phải còng lưng gánh tim, dù ngoài biển thì có tới hàng chục ngàn lính hải quân. Thậm chí ngay cả chỉ huy Cư Gian cũng ăn hành ở trong chương này. Lão có một tí đất diễn, nhưng chủ yếu để bị Luffy đấm cho vỡ alo. Đô đốc trước time skip đáng sợ như nào, giờ chỉ còn là dĩ vãng. Hai lần ăn hành sốc mặt phải ôm đầu về tàu để dưỡng thương. Kizaru tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần và cũng không còn một chút động lực nào để có thể chiến đấu cả. Team hải quân gần như phế toàn bộ đội hình rồi, chỉ là có năm lão già mấy trăm tuổi đang cật lực quét map để bắt lẻ phe địch mà thôi các bạn ạ. Người bỏ mạng tiếp theo là ai? Một chi tiết nhỏ đang gây chú ý đó là diễn biến ở trong phòng chỉ huy bằng record, nơi mà Thánh Ma đã phát hiện ra phòng điều khiển trung tâm và phá hủy các thiết bị tại đây. Băng Jock thừa nhận dù có lật tung nơi này thì lão tinh cũng không ngăn được clip phát sóng của Vegapunk. Thứ cần nhất bây giờ là phải truy tìm ra con ốc sên truyền tin nâng cấp được cất giấu ở một nơi nào đó bí mật. Bên cạnh phòng điều khiển, Kaku cùng với Stussy đang ở phòng chỉ huy. Hai người họ lại ở trong khi mà team Nami, Usopp bắt đầu di chuyển ra bên ngoài để có thể chuẩn bị ra khơi bằng Sunny. Usopp cố gắng nạp năng lượng cho Sunny để thi triển Capturebird. Họ phải chấp nhận lời đề nghị của Tutsi vì muốn ra khỏi đây, cần có người ở lại để có thể mở công tắc mái vòm bằng láp. Tutsi thừa biết rằng sau khi mà cô mở mái vòm ấy, có lẽ tính mạng khó mà giữ, nhưng không sao đâu. Dù gì cô cũng chỉ là một người nhân tạo do tiến sĩ Vegapunk ban cho sự sống mà thôi. Vốn dĩ Tutsi cũng không hề tồn tại, mạng sống của cô cũng như bao cỗ máy chiến đấu khác thôi, khá là đáng thương cho trường hợp của Miss Buckingham xinh đẹp. Liệu rằng Tutsi có phải là người tiếp theo nhận án tử hay không? Thánh Ma đang ở rất gần vị trí của cô. Lần trước do lão tập trung truy tìm nguồn phát nên mới bỏ qua hai con kiến bên dưới. Nhưng nếu Tutsi giúp cho băng mũ rơm chạy thoát, xem ra thì cô cũng khó sống rồi. Điều đó kéo theo Kaku cũng khó lòng nghĩ đến chuyện tính mạng được đảm bảo nhá. Nếu anh em còn nhớ chắc trước, Rob Ruxy đã cầu xin Thánh Ma Skusma tha mạng cho chiến hữu Kaku nhưng bất thành. Ông chẳng quan tâm đến mấy cọng cỏ ven đường làm gì cả. Nếu lỡ đạp chúng coi như là xui rồi, nghe oách phết các bạn ạ. Với cả Kaku đang bị nhốt trong ống, dù cho Tutsi có thả hắn ra và cả hai liên thủ thì cũng như là mấy con crab trong mắt lão tinh sao hỏa thôi. Thánh Ma sẽ làm gỏi hai tên điệp viên CP0 trắng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem chắc sau anh em nhé. Ngũ lão chiếm thế thượng phong. Tâm điểm chương mới tuần này chúng ta phải nói tới màn càn quét toàn bản đồ của ngũ lão. Họ đang thể hiện đúng phẩm chất của những kẻ hoàn hảo nhất trong thế giới One Piece. Đầu óc, sức mạnh, sự bất tử, phối hợp combat, mọi thứ đều ở mức trọn vẹn. Không cần phân chia nhiệm vụ, tự mỗi người biết phải làm gì để ngăn chặn liên minh mũi rơm với Vegapunk gây hại cho chính quyền. Saturn đã len lỏi từ lúc nào bò lên mái vòm để có thể đe dọa cho nhóm Nami Usopp. Với sự xuất hiện của con nghiêu quỷ, team Nami, Robin chưa thể nào thoát khỏi băng láp bằng Sunny ngay bây giờ. Saturn, một đối thủ cực kỳ khó nhằn, nọc độc của lão có thể giết chết sự sống trong một nốt nhạc. Usopp với Pop Green cần gỡ lại danh tiếng của mình sau Aquano tương đối mờ nhạt. Venus đang tấn công nhóm Bonney, Frankie như đã nói đấy. Không loại trừ khả năng lão sẽ phá hủy con tàu Elbat trước tiên. Các tia hy vọng mong manh cho liên minh mũ rơm thoát khỏi đảo trứng. Trong khi đó, Wakuri cùng với Jupiter đang chiếm lợi thế trước Luffy. Một mình cậu với sự trợ giúp của hai vị thuyền trưởng cự nhân là không đủ nhá. Tình hình rất là nguy cấp rồi. Mình sẽ nói rõ hơn ở trạng thái bất ổn của Luffy ở phần sau video. Cuối cùng là lão tinh Marcus Ma. Lão đã phát hiện ra con đen Mercy đặc biệt do Vegapunk chế tạo. Lão tuyên bố vận may của tiến sĩ điên đã hết rồi. Buổi phát live trực tiếp có nguy cơ bị hủy bỏ nếu như mà Thánh Ma dẫm nát con ốc sên truyền tin này. Phân tích để lấy trên mọi chiến trường, ngũ lão đang chiếm ưu thế cực kỳ lớn. Trận chiến với Nika, ngăn nhiệm vụ với cặp băng tiết lộ bí mật và nhất đó là ngăn cản bất kỳ một cái con sâu nào bò ra khỏi đảo. Ngũ lão đang làm rất tốt, không hổ danh là những kẻ đứng đầu chính phủ suốt hàng trăm năm. Hiếm khi mà đích thân ra trận, nhưng mỗi khi xuất hiện là mọi chuyện được giải quyết cực kỳ là nhanh gọn. Xét theo tình hình này thì Liên minh Mũ Rơm thực sự là không có cửa bật. Nếu không có quân tiếp viện, một lực lượng đủ tốt thì coi như team Luffy sẽ rụng rời từng người một. Luffy suy yếu, dấu hiệu cần tiếp viện. Như đã phân tích rồi, ngũ lão chiếm lợi thế trên mọi chiến trường.
Bản thân nhân tố chủ chốt Luffy coi như là cũng đã cho thấy dấu hiệu yếu sau một hồi cân 2, cân 3 ngũ lão. Mặc dù Saturn rời đi, nhưng hai kẻ ở lại vẫn còn quá mạnh. Jupiter Somcat cùng với Wakuri Helzen, một kẻ thì nhanh, biết độn thổ, tấn công bất ngờ. Kẻ còn lại tanh cơ cứng cựa, có thể tấn công từ xa. Thấy cộng kim muốn thoát cũng khó các bạn nhá. Khoảnh khắc Luffy mất đi trạng thái kia Phainika là dấu hiệu cho thấy sự thoái trào. Dù nạp lại được ít mana với con cá mập thối nhưng mà chừng đó là không đủ đâu. Lù với Gearthot, Fredlock, Bắp Haki còn bị Wakuri phản chiến thuật thực tự đấm gãy tay mình cơ mà. Gearthot, Fredlock không đủ trình, đấm vào lớp da bọc cả Haki của heo rừng khiến Luffy ê hết cả tay. Tầm này hết Gear 5 thì Lù chẳng còn là đối thủ của lão tinh Wakuri, chứ đừng nói tới là chuyện cân 2 các bạn nhá. Một là Brugi, Dori phải ở lại đứng mũi chịu sào, cầm chân cho Lù chạy trước. Hai là phải có người tới ứng cứu chứ thằng bên sắp tạch tới nơi rồi. Với cái nết của mũ rơm không có chuyện cậu bỏ lại bạn bè đâu. Thà đấm nhau tới chết chưa, cao chạy xa bay chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Tân Thứ Hoàng cả. Quả thực thì đã đến lúc nhân tố bí ẩn xuất hiện để có thể thay đổi cục diện trận chiến. Một lực lượng đủ tốt để có thể xoay chuyển tình thế trên mọi chiến trường. Ngũ lão chiếm ưu thế toàn bản đồ, cực thịnh ắt suy. Đây cũng là dấu hiệu chứng minh sẽ có tiếp viện giúp cho liên minh mũ rơm gỡ rối. Ở cuối giáp, Thánh Ma chưa kịp phá hủy con ốc sên thì phát hiện ra có ai đó từ phía sau đang áp sát lại gần. Là ai được nhỉ? Ai mà có thể xuất hiện từ trên trời rơi xuống? Dragon, Enen, Shiki, theo anh em là ai? Và họ sẽ dẫn theo những người nào để có thể cân lại kèo ngũ lão? Sẽ có người tiếp ứng phía bên chỗ Bonney, Frankie, chỗ Saturn đang đe dọa Nami, Robin và đặc biệt là hỗ trợ cho Luffy đối đầu Jupiter và Wakuri. Bốn chiến trường trọng điểm, chúng ta sẽ cùng chờ xem nhân tố bí ẩn tổ chức nào sẽ đến exit ở chắp sau nha. Chứ tình hình này thì băng ngũ rơm khó chơi lắm rồi. Anh em chờ đợi video dự đoán cụ thể của mình nha. Ok, trên đây là video dự đoán One Piece chapter 1112. Theo anh em, điều gì đã khiến Thánh Ma bận tâm ở cuối chap? Comment bên dưới cho mình biết nha. Còn đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối video. Đầu tiên bạn Trần Hoài Nam. Mỗi lần không ngủ được, ngày đó mở xăm soi ra nghe để ngủ. Mặc dù chưa nghe hết nhưng mà không biết tới khúc cuối nói cái gì luôn. Ờ hay ha. Thật ra AD cũng giống bạn ấy, nhưng mà AD hay nghe mấy kênh khoa học vũ trụ. Giọng mấy kênh đó thì đúng kiểu là đưa người ta vào giấc ngủ luôn bạn ạ. Một bạn Dai Choi à, fan gần 1 năm rồi mà chưa được lên TV lần nào cả, chắc phải bỏ đăng ký mới được. Ok, bình tĩnh nào fan ơi, chuyện gì cũng có thịt chó thì còn có mắm tôm cơ mà. Chúng ta không nên manh động mà bỏ lỡ mối lương duyên này bạn nha. Tiếp theo là bạn Koala Chan. À đây có lập băng đi tìm kho báu của bằng chương đi Mỹ Lan không vậy? Thế thì bạn không biết là chúng tôi sắp ra khơi rồi. Hôm giờ chiêu mộ cũng đã khá khá anh em rồi. Còn vài chục slot có ai muốn đăng ký không nào? Nhanh cái tay, lại cái mông lên nha. Và đừng quên ấn like, share clip nếu như các bạn cảm thấy nó hay ho. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.